bên cô. Rồi. Ồ sao phát ở trên phây cái hình đâu. Chắc nó bị càng. Tới anh đợi một lúc xem thế nào. Ở phần mềm nó báo là hiện rồi mà trên phây chẳng thấy đâu. Trong nhóm phải bị chặn. Bên nào là trong nhóm nào bên, bên nào là đó bên, à tức là anh là trong Discord rồi à? Đâu anh like ở trên Face ở trong nhóm mình ấy. Nhóm nhóm đang chạy này này. Nhóm à VNL này này. Ờ cái nhóm này nó phải được duyệt thì mới được mà. Siro có... đâu rồi? Nhóm Siro có phải ông mod đâu mà anh gọi Siro này phải đi. Mod à? Không. Ơi em đây. Ai là ad đây? Duyệt đi. Duyệt em lẽ. Đi đeo trực tiếp cái. Anh nhận theo. Trời nữa chứ. Anh nhận mất được. Tham gia kìa, nó muốn tham gia kìa. Từ từ để em tí. Ông nào bảo tiếng Anh thì rủ nó luôn. Nhận trực tiếp cái hàng này là cũng xé luôn. Đầu tay muốn tham gia mình sao? Cái tính năng đấy thì mở ra cũng được cần duyệt. Đầu kia chiều đời dài quá. Ông chơi 2-3 mót như này sẽ dài 40 feet là. Cái lần nào đi trời mưa cứ là tối vậy. Giờ 17 giờ nè. Cái lần nào đang chạy đồng trên tối nhỉ. Đồng dưới này đậu chỗ này đông quá, chỗ này hẹp quá, đây quá chợ, chỗ đây này độ cạnh đây này còn đốt đây này, độ sát vào là được, độ khó đi chứ nè, độ ta cái kia tao cũng thật. Bộ hai không thấy cái clip đâu là nào. Khúc này nó đông quá nó giật ta. Ủa phải Pinh FPS nó tụt. Hồi chơi em chơi Forza thấy bình thường nữa. Tự nhiên giờ mở máy lên chơi Aero thì cái tự nhiên
chụp ghế thành thành phố chắc nó đông quá nó thế đông hề ở kia không ai duyệt clip cho mình à này chắc cũng gần 20 người quay sang phát bên đó mình tiền giờ bên công ty kia chắc mấy người cái gì mà gây lộn tùm lum vậy mấy bạn gáy phải gây dễ hiểu lầm quá nha cha không có dấu á ôi ôi nó giật dữ trời ủa mấy bác đi cho để tôi biết thoát ra vô lại rồi coi có giật không gì đợi em xíu thoát ra vô lại thôi tay đông quá đất nó đúng rồi ở đây đông người nó giật rồi sao bóng ta xe tím màu chạy hỏi lên nhận này nó có chạy không đấy ai chưa anh Hoàng hỏi em á ờ đúng rồi không đang nghỉ thì anh ấy này là em chạy chắc không biết cái lịch ở bên nhóm này nó có tìm rồi cũng ngon đấy nó có tim mà nó chợ gỗ vậy kêu tham gia chung chi trời chắc là nó chạy tim nó mình chạy chung đường hay sao thấy ba hàng mà ở bên công ty đối diện là chợ gỗ hết đấy mình mà ok thì nhiều khi nó copy mình đi theo mình luôn sao cũng có thể mày không cần phải chép gì à, tự nhiên bỏ chép đến công ty luôn bây giờ tôi nghĩ quá lâu hay là có nhiều người mới vô tôi thấy nhiều người lạ quá ta thấy ai lạ đâu mới nghỉ lái 3-4 ngày đây thôi mà sao thấy anh em lạ quá hả ở này đăng tiễn rồi nhiều lắm ở này chịu khó đăng tuyển thành viên member nhiều quá chơi tài xế ở này à, khách hàng kêu tỉnh gì ở này khách hàng bút lịch giao hàng nhiều quá nên thiếu tài xế dướng nên dướng cái chỗ là sao rồi trời ơi thoát ra không vô lại được luôn em có quyền xe cái stream rồi đấy được chưa rồi anh ơi ở đây mà anh xem hôm nay dài nhỉ hôm nay chắc phải ở 1.300 đấy nhỉ 1.400 đấy nhỉ server này tới 3.000 người chơi hôm nay lịch dài sẽ sớm sớm không đây tổng cộng quanh đây 24 người rồi đúng rồi lát chạy ra chỗ khác chống chắc nó đã lắc ôi sao nó vẫn không lên nhỉ lạ nhỉ sao thằng kia nó lại chạy xe đôi thùng lật à thằng nó cùng team BTA kìa cái này chơi lớn mốt thì phải thằng speed roll team ơi đi chợ gỗ đó BTA á team BTA phải riêng đâu còn 3 xe của nó anh kia hỏi gì anh còn mới start nào hả anh còn mới khi nào đi á bắt đầu á đi đó mấy thằng kia kệ ông kiên ông kiên cắt này đổ vào đâu đấy đi rồi rồi chạy mới thoát ra vô lại để kiếm chỗ để vô á kết luôn sao kết rồi hai cây vậy lâu quá bị chào quá không bay qua đi vô lại đứng lâu quá kết đi không ấy cầm hết ngày mai chứ nào đi chơi nhé mấy ông
Dướng nè, dướng nè. Ê, đấy đông quá ha. Tù, vẫn lo. Chị Nguyên. Trời ơi, vẫn ra được kìa, hay vậy. Anh stream được chưa anh Nguyên? Chưa. Hồi nãy em bấm stream được mà. Sao của anh nó lại không lên mà trên phần mềm nó báo được rồi mà nhỉ? Em không thấy. Anh share màn hình luôn đi. Thì cục thật. Vẫn tại bình thường con sao đâu. Đứng ra ngoài đâu đi. Để anh ấy lại vậy. Cấp quyền stream rồi anh phát ra lại và lại rồi. Ừ. Chưa nãy em stream bình thường mà. Ừ. Em mới ra stream luôn anh em thấy mà đúng không? Ừ, có thấy mà. Ừ, em stream bình thường mà. Phát trực tiếp mà. Cái role của anh là cái role nào nhỉ? Anh cấp role chưa? Nhiều khi chưa cấp role nó lại... Đây đây, để đặt lại. Mình chả đủ cấp role rồi mà. Anh cấp role rồi. Ừ thì đây. Ở trên này nó hiện nó có đủ hết rồi mà. Nó chạy rồi là sao này. Hiện tại đang chạy cho MV mà tí nữa mà chưa có role nữa ra get role nha. Trong đây là có Linh, Lanh Nguyệt này, chưa có role này. Ôi, mấy ông bớt kèm cùng lúc là điếc tai luôn. Tại vì tôi đang đeo tai nghe chứ tôi không có mở lâu. Đang đeo tai nghe bớt kèm cái là điếc tai thiệt á. À, tôi xài mic xịn. Bữa ông nào góp ý tôi là cái hai cái càng lú ra ngoài giống như hai cộng đâu nay tôi xóa hai cái mày luôn ghê vậy anh Long. Ok có ông nào bên đó chạy chiếc chiếc gì giống như cái tour hôm qua vậy lát sau theo theo nhóm B chứ ra đi ha. Chẳng đó lấy cái máy ông rồi ông nói chưa ông sao không ông nói rất vui được gặp bạn ghê. Ủa mình đậu không vậy lát có khi nào bị kết không ta? Không mà mới kết mới vô. Bay qua đi, bay qua khỏi lát. Đậu không này có khi nào nó kết không mình có thể nhúc ít vài cái đi tới lui được. Còn chat nào được? Chat bất kỳ cái gì? Làm sức khoát anh em. Còn ai nữa? 14, 15 chiếc luôn kìa. Piro chụp ảnh đi rồi đi. Ông có ai chỉ em tham gia team nè. Đây 9 giờ rồi đi ông. Có ai chỉ em chat bằng cái gì, lúc nào không? Bây giờ y. Y dài chắc cũng tham gia team lại sao á. Mình chưa stream được à? Hello, thầy mẹ nhớ. Ghê. Tao phải một con thôi. Trong bài viết của anh thì nó có rồi mà nó lại không điện được trên nhóm. Anh em bao nhiêu giờ? Anh em đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 với bên đây 3 nữa là 14. Trong hè nào cũng cỡ trên 10 người là thấy vui đó. Tôi mong nay tôi không có đợi người về sau cùng nữa. Có này đông quá ha. Xe cổ chạy ra chỗ đông ghê. Cái gì nó lắc vướng luôn rồi. Không gì ghê. Ẩu. Bây giờ cũng muốn chụp hình lắm mà cái ông kia cũng đi xe
hai cái xe, hai cái thùng đôi cái ông quay đít ra nó cũng kỳ. Đó, chuyện nào vô. Lúc nào nữa quay đầu lại không? Quay đầu thiệt á. Ai lái chiếc thùng đôi bên lái ta phải ôm qua xích bút bên đây bên trái xong ta mới vòng vô, nó mới vô lọt cái sát bên đó ôm vô sao lọt. Ở bên kia có đường vòng mà. Không, ý là nó vô cái cổng á, nó vô cái cổng thì nó phải đi qua phía bên trái rồi nó mới vòng qua bên phải nó mới lọt được. Còn nãy đang bên phải nó quẹo ra luôn. Chính thùng rồi. Lui ra lợ thôi, lui ra lợ đi vô lợ. Thôi trả thùng tự động luôn đi. Ủa nó chưa trả hàng mà. Thì ý là kêu nó lủi cái đầu vô ngay chỗ trả hàng trả tự động luôn đi. Khỏi khổ ve đúng nhỏ luôn á nhưng mà nó đi sao rồi. Thùng đôi khó lui lắm. Chín chín giờ khởi hành ha anh em, chín giờ khởi hành đi luôn đi, đi thẳng luôn đi. Ờ nếu vậy ý là tổ đầu đợi ai chứ còn không đợi ai thì đi luôn đi. Ờ đám đám còn ai gieo hoài mà. Thôi vậy mình rồi ai chạy đi trước đi. Thôi cho cái ông mà chạy chiếc nhỏ nhỏ kìa chạy chứ. Giờ anh em anh chạy vô này cũng đích thấy. Ông kêu lên đâu chán ghê. Ôi điếc tai điếc tai điếc tai. Không được. Ủa bốc kẹt nè. Chán ghê. Bốc kẹt. Bốc kẹt khai trương hả? Nó bị dớt bên phải hả? Any available con voi nữa. Tháo dừng. Rồi tháo dừng vô lồn luôn. Ôi vãi. Chơi gì kỳ vậy? Rồi đẩy xong vô. Người ra một thôi. Đẩy cái thùng vô, chán thiệt. Tiếp phút mà. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Đến kia đi ra đi. Mong mong với ông gì vậy? Đi trả đi, đừng có cầm rồi. Mình chờ đây, mình chờ. Ảnh. Đi đi, đi trước đi. Chờ ba ông kia đi trước đi. Đang bận chú ảnh rồi. Đó, cái cụm kia thường thôi kìa. Chú ảnh đi đi. Tiên. Tiên đi đi, Tiên. Tiên đi đi. Tiên ơi, ngủ qua cả Tiên. Bọn em chỉnh cái gương Tiên. Cái dòng nó khó nên vô cho nó khó nhẹ hơn. Nào bên này đi luôn. Mấy anh em đi đầu đợi đợi xíu nè, mấy anh sợ tao chưa có đi. Ở đường đâu đi các bạn. Vô đi. Biết khi mọi nó lắc dưới ta. Đồng quá. Cái ngày khỏi thành phố đi, đỡ đâu thành phố quá nè rồi. Trả hàng, chờ quay đầu trả hàng luôn. Siêu này. Nặng dữ ta. Hàng 7 tấn trời ơi nặng dữ vậy. Ra đi, xài gì ra đi. Trời ơi, chưa gì đó xăng rồi. Có xe ngược chiều á. Này. Trái. Hàng nặng á, mấy ông đều đừng có dừng lại.
yếu trời. Ủa nha, khỏi rồi, khỏi rồi, nó vẫn là lắc nha. Dò, không phải dò máy tôi sao? Đúng rồi. Tập thế là chưa không năng à. Ồ, chưa chơi Forza đồ bình thường mà. Ê, hết hồn. Forza nó tối ưu tốt hơn, con này tối ưu nó kém hơn. Hôm nay bị gì nhá, chứ hôm qua tối hồi vẫn chơi lái bình thường. Con tay ngược chiều mọi người ạ. Forza cơ chế hành động khác đi hết hai. Còn nghe đá rồi. Sao cho anh dừng lại vậy? Rồi. Đâu vậy? Không làm cái đầu dừng lại. Thôi để vượt qua. Thôi từ vượt kiếm em ơi. Lắc kìa. Trời ơi, nó cũng chạy ghê. Ủa vậy là đâu phải mình tôi lắc đâu, cũng nhiều người lắc mà. Ừ, con cũng đang lắc nữa. Nhưng mà tôi kéo 3 màn để nó lắc rồi đúng rồi. Còn nó kéo 1 màn nó lắc kịp rồi. Có khi có vấn đề đấy. Đánh được chạy ghê quá mà. Nhưng nhắm. Ờ đúng là có vấn đề. Ý là hôm qua chơi bình thường mà sao nó lại bị lắc ở đây mới là khó hiểu. Cái game này 30 FPS rồi xuống rồi là lắc rồi. Là 30 tới 30 là bắt đầu lát rồi. Còn 30 thì tôi vẫn chạy được. Hát ok hồn. À FPS đó. Ừ. FPS cho không phải ping. Ping 600 cũng được. Đắp vậy mình đó chạy được mà. Còn đối với người khác thì có thể không được rồi. Chảo thì chứ đắp đắp đụng người ta luôn. Ok ông dừng ngay giữa đường. Hảo thật đấy. Chạy ra ra nhé. Đó một đồng là ghê quá, nó đạp mất hết. Đạp cho mình ngoài được cái bụi. Đạp mất, đạp không chờ luôn. Xe sẽ chẳng biết chắc là xây nhiều vào. Ô, bật đèn, bật đèn, bật đèn. Mua nhiều lắm đó nhé. Hết hồn cho nội. Có đoạn cua gấp nha anh em. Bạn này có thể tự nha. Có hèo nóng lắm. Ôi ôi, nó chạy. Ông chạy, ông chạy gì đâu. Ông chạy hàng, chạy không, ông chạy ghê thiệt á. Ông mua hồn tóc kia này đâu phải đàn mình đúng không? Đàn Bình là biết. Bình 200 là cùng Việt Nam thôi. Bên ngày của không sao không phải mình đâu cho anh tay đi cùng chiều ra làm bên phải nhá bán sát trong ấy nói hiện tại nó sẽ ổn lắm bởi vì hồi sáng đi qua cái lái đi đường số là Long ơi Long ơi Long đi luôn. Ủa vậy? Năm này nào đi ra chứ vậy? Ông nhau này yêu mến vậy. Ông nào đi được ra ngoài mép rồi đấy. Ôi bữa nè. Ôi là thôi. Cái xe rồi. Đại máy nó hơi lắc nên nãy không dám để thả gà. Ủa vậy? Rồi nét thật cùng nó hay là đúng rồi. Cho ông tay đi qua đi. Ghê quá ông nào. May là chưa chậm đấy. Ở đây kẻ xe. Cho tay đi trước đi. Trời tôi băng nó đi cùng mình nha, có biết chưa đâu. Ở đây kẻ xe. Đúng là nhau quý. Cái gì vậy? Nhớ đứng mùi đường vậy? Nhớ mùi cà lái. Long đứng giữa đường nữa. Bóng máy rồi. Bóng cái đầu bóng. Bóng máy rồi. Không biết được à? Không, ngồi thì chẳng phải lên chân tăng không phải đường gì nào. Đi khởi động lại mấy. Trời ơi.
thôi. À, tự động nó cũng trả tiền nữa. Có khi đồ win nữa. Trăm mỗi rô. Anh hôm trước thì em hôm trước cũng ngang đây. Đúng nang. Đúng là trong game nó không đi ít nhưng mà máy nó đơ cứng luôn. Nó chạm mắt như vậy á. Được chứ. Không, nhưng mà không làm gì được ạ. Cái đồng qua mình tiền chứ. Phải tắt hẳn máy đi mà lại mới được rồi. Khi nào qua lại hỗn hợp cơ. Ồ sao này chói sáng vậy? Ông top kia này phải là Việt Nam thì không? Sao mà chạy cứ gần đoạt đấy? Chạy gần đoạt auto là ồ trong hầm cái dòng xay luôn kìa. Hầm trên game thì nó lại ông trên bờ ghế này nó lại đẹp đẹp à. Thật này kiểu nó đẹp nhưng mà nó không có có kiểu ờ, cái cầu đẹp quá à. Mình biết lớp thật như ngày trước mình lớp xi măng cỡ bê tông chứ không hầm này là nó đẹp có dòng xe luôn đỉnh thiệt. Thầm bờ ghế này đẹp ôi. Ok, nào bay vậy? Quay, 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 nào bay vậy? Ông thằng kia nó chính, nó luôn tung nó. Ôi, có thằng bay rồi, có thằng bay rồi. Mặc tung nữa. Ừ, mẹ thằng này thì phải robot mới được. Anh em tự cho được cái robot nó ngay đi. Robot luôn rồi. Nó bay xuống như nấu rồi. Thằng to bay đúng không? Thằng quay sau, sau nó bay đó. Em có record này, em có record này, em có record. Rồi, thằng bốn người bài vẽ đi. Thì vẽ nó ấy rồi. Nhanh mà nó thảy nhanh. Ông lấy á. Nó thảy nhanh. Thì nó bay trên cao xuống xuống nhà nước luôn rồi. Pháp là chúng có sớt được cái tên nó. Mẹ nó đâm ra nhiên. Bay qua cả cái càng càng được có thể cái bay luôn. Em chưa có sớt được cái tên nó. Nó còn out rồi. Nó out là TF4 rồi. Đến ngay. Nó out rồi. Cho nên là không thấy được. Không có sớt được cái gì. Nó sợ vậy á. Nó cho tình nhân là Moni kìa. Bay qua cái cột cầu rồi không rơi xuống luôn. Em thì tự đợi. Em cảm ơn Moni. Em đem một chiều nha. Bóc đem một chiều trong hầm ra nè. Ơn siêu nhân luôn. Nam em bảo rồi nãy là sẽ bay không bay gì nữa. 154 binh đấy là không phải là người Việt Nam đâu. Cho nên là kêu là anh em cẩn thận ông đi cùng chiều. Nãy anh em cũng chịu nghe. Thế mà nó không đâm anh Minh nhỉ? Nó đâm anh Minh thì có phải là mẹ cho nó lên bàn thờ luôn rồi hả? Anh đang đứng đây cho lên bàn thờ. Anh đang đứng đây chụp ảnh cho mình. Mới thấy có ba xe chạy qua. Anh Minh rồi. Tay ngược chiều nha, tay ngược chiều. Hero này. Còn dưới anh Kiên. Rồi, anh cho đi qua hết. Nó mà tàu anh Minh chặt tế nó luôn. À, đang có cái clip trực tiếp để cho nó sửa lại rồi. Phía trước có cái đồ đang sửa rồi đẹp nha. Em ngồi đang quay. À, để nãy ông cùng reo mấy ông đi đầu cái đường hẹp không báo. Nhưng mà mà có phân. Nãy đó muốn có đồ đang sửa phải có cái ID trước MB, còn không có ID trước MB thì không có report được, chỉ có video thì không report được. Lên không nổi luôn hết trời. Em dẫn đầu. Phải có cái ID riêng cho các MB của nó. Nằm chạy từ đầu rồi. Này nó thoát nhanh quá chứ là không có lưu lại. Hồi trước đây có các đoạn đường vui lắm nè anh em ơi, nó dư số 8 nữa. Ủa sao đây có hai ông dừng lại? Ông thì cái đèo mới đi mất này à? Cái mất đau y này bây giờ mới đi à? Qua đi. Cái map đợt trước anh Long có set này, ông Long có set chạy con xe 16 chỗ này. Ủa đằng sau còn ông nào nó không lâu thế nhỉ? Tuấn Long là người đấy. Long là chưa đăng cho cả ông. Trong hầm nghe đảo rồi. Anh nên đây bấm kiểu ảnh, mai không bót à. Có thể có kỳ lan là do thằng lột kia nó dùng tool nhẹ anh Huy nhỉ. Thằng kia nó thắt ra em cái cảm thấy máy móc nó vượt lên thẳng. Rồi tới công chuyện. Xong rồi đó, biết tiếng Anh. Rồi lấy FPS có hai mấy, bây giờ nó lên năm mấy rồi này. Top
top 1 đi chậm lại hoặc là dừng lại đi, top sau chẳng thấy đâu này. Top 1 hình như có 2 ông á, hình như em đang đi thứ 3 nè. Top 1 đang ở cây xăng này. Top 1 dừng đi, dừng cây xăng nào đi. Còn chưa thấy cái Hoàng Long đâu nè. Một dừng cái chỗ máy quay đây. Đi okay, ra đây, tôi máy quay map rồi. Dừng lại đây. Đi ra khỏi đây. Từ từ thôi. Ủa xong bông bánh là đứng đây hả? Có một phút trước có đèo công lắm nha. Đấy. Bây giờ mới thấy me chi lít đây nè. Đi ra khỏi đèo công rồi dừng lại nha. Tôi nè, không đi không. Qua khỏi đoạn đèo công này có cái chỗ máy quay á, thì dừng lại cho đó rồi đó. Máy quay này okay. Nguyên cái sân rộng lắm anh em. Đúng rồi. Sao me chi lít còn ai không nhỉ? Sao mình đem mình ông Mori, ông Mori gì á. Còn Long luôn đấy sao ấy. Nãy mấy ông nào còn đi là ông nào bị tai nạn cái chỗ mà là bị tai nạn cái chỗ đó thu phí á là về hết á. Em có quay nha anh bếp. Thôi đứng đây đợi Long một tí vậy. Vừa đi xin lỗi. Một ông ta Oslo đợi rồi cả. Để tôi bay qua Oslo coi. Và ai? Bay qua đây. Hư xe rồi. Hư xe F7 bay qua Oslo thì nó không mất cái chốt nhưng mà Hoàng Long còn tôi nào. Nhưng mà di chuyển nhanh là mất chốt nha. Cái ba đi. Di chuyển nhanh là mất chốt liền. Nó giờ biết chạy sao luôn á. Anh em chạy cái đèo này chắc chắn là rớt rồi thôi. Ủa nhưng mà lật thì lót lại game thì chạy lợn đoạn thôi chứ có đâu có sao đâu ta. Đó lại game chạy đoạn. Chứ tại vì nhóm sao còn là tút sao mà đâu có sao đâu. Nhóm đầu đứng đợi mà. Nhóm xui cho mấy ông là mấy ông cũng F10 liên tục thôi. Mấy ông F10 liên tục thì đâu có phải đâu. Long ơi chạy đâu Long. Đấy đi sau anh đi. Theo ông Long rồi nè. Rồi thấy anh Long mình biết rồi. Rồi ông Liqui Moly thì đến chưa? Chưa rồi. Sao bà có ông quen nè. Ephraim, Christian, tôi khôi cưu. Sao Long còn ai? Nam bên đâu đẹp. Ông này đứa này ra nha. Sao Long chạy một chiều mà bà có chạy đấy. Học này nó vào cái đồ lấy cái chuyến này hơi dài, chuyến này chắc mà 10 rưỡi mới tới. Còn ông nào chưa qua hầm không? Ở đâu rồi? Ông nào tới cái chỗ chạm dừng chân? Sắp dừng ở chỗ ấy nè, dừng ở chỗ máy quay. Có dài không? Bóng đèn đều nè. Cái máy quay này nó sạch rộng. Điều sạch rộng. Không nghe có đổ xăng đúng không? Không có nha. Sao đổ dưới đi. Hai cái lỗ qua. Mấy này dùng công chiên ngoài. Lát tới đây anh em ngự bụm nấm xăng đổ qua cho. Đúc xăng. Xăng nó cái xăng này nó rộng lắm nha. Đúng rồi. Má ơi Trần Thùng Lật nó lật thiệt. Cái xe này rộng vô cùng luôn. Đường này như leo đèo đã có việc. Ui. Cái tạp nha. Đẹp thế. Mà chọn Thùng Lật nó lật thiệt. Xoay ghê ha. Không phải là sao Thùng Lật chi. Cái Thùng đó tâm linh lắm á. Bữa cũng lật mấy lần hả? Thùng lật tâm linh. Qua lật á. Trong rớt này, trong rớt này tới hai người tên Kiên là dễ bị nhầm lắm. Kiên VNS. Mình gọi là Kiên VNS, anh Kiên VNS và Kiên kia. Kiên kia. Thì mình kêu là Kiên này Kiên kia đây. Không em gọi mình là Kiên Hoàng đi cho tôi dễ. Không kêu là
hẳn là chết kia cũng được. Lên lên đúng rồi. Đúng rồi, là anh bóp đi một cái đó. Ủa anh em hình như vẫn chưa mua cái cờ gắn vô đúng không? Đúng rồi. Đợi sale đi, nó còn mười mấy ngàn vậy đó, mua gắn vô cho đẹp. Bây giờ nó có mười mấy ngàn đấy, sale nữa còn mười mấy ngàn à? Ủa em nhớ còn 87 à anh? Sale nữa còn có mấy nghìn thôi. Thôi vậy anh em bỏ tiền ra mua gắn đi cho nó đẹp. Rồi, Việt Nam rồi. Ôi, đúng rồi. Ở kìa. Có 15k hay sao hả? Rẻ. Trên Steam hả? Trên Steam á hả? Đúng rồi. Ừ. Cái Windows Flang ấy. Sao cái nó DLC vậy? Windows Flang ấy. Windows Flang. Còn nó có cái cờ, cái hình này cái cờ. Đúng rồi, nó hình cái cờ ấy. Sao không nhỉ? Có 15 ngàn. Ok. Có đủ chưa anh em? 15 nghìn mà anh em thanh toán gì xe thì không có ly chưa? Có ly bù gì đó chưa? Không nhiều. Mai nữa không? Còn lâu. Mày lâu em đa số là em thanh toán đi xa không à? Còn thanh toán cái nấm mắt. Còn camera man đi sau đây. Mà đi xa thì em thanh toán nó có mất phí của 3k à, mấy cái đơn trên tướng mất phí 3k. Còn chùi mua thẻ tín dụng á, không có trừ phí. Có nhiều tính nhiều. Không thấy cái ông lật xe, ông đi lên, đợi ông lâu quá. Này, đâu mặt xe tôi nè, lên rồi. Cái phút nào? Ông đi thằng Tây Nam mà. Hôm nay đi con man đấy à, em lúc đầu em cũng định con đi con man này mà sợ nó không kéo nổi. Con man mà đi đèo đúng biết ngay. Cái thùng này hai người biết kéo không? Kéo được. Ý là con man này em hồi chiều em kéo ấy, cái thùng này. Đi thôi. Kéo đi cái đường. Ông muốn hốt với mọi người ngoài không nhìn thấy. Mấy ông đậu ngoài đường đi trước em, mấy ông đậu ngoài đường chạy trước em. Mốt thì người ngoài nghe không nhìn thấy, vẫn nổ nội thất kia. Xe em là xe nhà, bên là biển trắng nè. Xe kia là xe kinh doanh. Em vẫn chưa tìm được cái file V8 sao. Tìm được khoảng Long cũng khi nào tìm hộ anh cái file V8 sao dùng cho được chút nó vì nữa. Cái động viên hỏi ông Đạt chứ. Em chứ Đạt, có biết là sẽ anh Đạt có một đồng cơ mà. Mưa kiểu này nhiều anh em sẽ đi, đi đầu thai lỡ lắm nè. Ủa mưa mà mốt cái âm thanh của Scania V8 này. Là một cái Scania V8 nó hú rồi thôi rồi luôn, nó gặp được. Anh Đạt về bậc cung phạt. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đấy bốc này. Đợt trước nghe tiếng nó máy cày, lột bạch máy cày. Mày mới đầu có tiền cho báo nha. Mưa sương màu anh em chạy cẩn thận nha. Ôi có cái góc cả tư cô gắt anh em ơi. Rồi mưa. Anh em nào mà kiểu sợ sấm chớp rồi thì dần lại ngủ gắt đi hết mưa đi tiếp. Bên tôi có mưa ta. Mọi người sẽ nghe xem Minh lên rồi anh Minh hốt. Ủa cua gắt nha anh em. Ăn gắt nha. Minh sao lấy cái thùng nó được hay thế. Ơ ông nào. Ông chào la ấy. Lao ông chào la. Kìa đi ngáo là tất cả ông nghe luôn. Đây là kiên cáp. Tôi thẳng vào ta lui rồi. Anh em ơi, nhờ tôi gái cho chồng đúng đích nha. Ông kiên cáp mà đụng chung với bạn nó bay á. Ông mà lao xuống vượt cái thôi rồi. Đúng xuống lại tiếp em ơi. Đúng xuống đi. Bạn hiểu không ấy. Anh chạy sau lên đi, anh chạy sau lên đi. Đi lên cho, đi chắc lên. Lên. Đường trống lên đi. À, đi ra ngoài. Chạy chậm lại. Tôi mới nhắc anh em là đường mưa trơn trượt mà xíu tôi đi xuống dưới tắm suối luôn à. Anh kia lên thoải mái đi. Đường vắng. Rồi. Rồi, anh Long lên đi. Rồi.
này léo khỏe mà cùng ông vật lắm trời. Con xe này hồi chiều em kéo 6 số mệt thấy bà dùng số tay đi mà dùng số tự động đâu 6 số bằng tay ui có cái xăng kìa, có cái xăng anh em nào đổ đi. Này đây, tôi đổ. Chảm mà, anh Kiên lại gây án á. Nhớ mua cái can 10 lít cho tôi nha. Hôm nào, ông mà đổ, ông tôi mua giùm không nha. Không luôn. Ôi ơi ơi. Nguyễn xe. Bây giờ ông muốn là lòng xe có cốt mốt mà tương lai mà thoải mái không sao đâu. Ông nào đâu nhớ đâu vậy anh. Mới loát lại mà. Ông bật ben lên xong rồi ông đổ xuống xong rồi ông lấy cái ben đi. Ông lấy cái vòi ông cắn vào cái ben. Ông nào đâu nhớ đâu thì chết tôi tông đít rồi. Xe chở đâu đây. Thôi anh em bật đèn ưu tiên lên hết nha cho dễ thấy không. Phía trước có xe ngược chiều nha. Chiều chứ, này đi chiều. Chứ có xe ngược lại là vậy là nãy anh kia đậu giữa đường đúng không? Ừ, từ lấy mình loát lại thôi mà, loát lại thì chưa di chuyển được anh đâu. Thì từ cũng ơi. Trời ơi, cô tôi ôm sao dính vô con lường bên đường luôn. Thầy nhà con đây giữ và thầy đi xuống. Vậy là nãy con 30 lọ một viên cáp à. Mọi người ở dưới cây xăng có tay nha. Là sao? Tay đang lên. Tay ăn xuống. Không, em mới hỏi ông kia kìa, ông hỏi gì kiên cáp em mà. À, kiên cáp lắm hả? Ôm cua giữ làn mà. Ôm cua giữ làn nha, giữ làn. Ông lại tông, nó bị bót đấy. Úi. Ông nào may mắn mà quay lại may ra có minh chứng để ấy. Còn không là toi. Ủa trời mưa chân trượt thì người ta đánh lái nó hơi không chính xác tí rồi. Trượt không chạy vô cố vô gán chịu chứ. Ông đánh sao mà đừng đụng chung nó là được. Đụng chung nó là có chuyện. À thùng lập mà đi đường dài. Ví dụ nó đi bọt mình cũng đi bọt nó luôn. Mà quan sau là ông có ID không? ID mà ông có quay video lại không? Không có quay video lại vì bên trước MV nó từ chối. Nhưng mà chắc nó bị ban thì chắc cũng phạt chừng mấy ngày thôi chứ không lẽ ban vĩnh viễn thôi đúng không? Một tuần thì... Theo cấp số. Một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần. Trời ơi, anh kêu một tuần năm ngày. Mà ông phá game nhiều quá, nó cho ban vĩnh viễn thôi gì đâu. Không, mà game này giờ cũng rẻ, chú ý là mua đêm thì sơ mới đắt thôi, game này rẻ. Game nhà này mua sale có 5 cái xăng. Game rẻ nhưng mà cái ID mà ông mua game ông mà bị ban vĩnh viễn ấy là về sau mua game mới đã chơi được đâu. À nó ban cái ID ấy, nó không phải ban, nó ban game đâu. Ủa nhưng mà vậy là mình tạo cái team mới luôn anh. Team mới cũng vẫn bị. Nó ban cái gì cái game mới của nó ban thẳng về cái ID gốc ấy. IP nhà mạng á. Nó ban về cái IP nhà mạng. À IP nhà mạng hết rồi. Không là chỉ IP à. Chỉ IP ấy. Nó ban mắt. Nó ban ở đấy thôi nhưng nó không phải là nó ban ở trên máy của mình đâu. Nó giống bên server Discord ấy. Nó giống bên server Discord á. Ban là nó ban IP. Nó bằng hoặc là giống như game Trung Quốc á. Ủa thế bây giờ nó bằng IP luôn. Nó block IP luôn. Cho nên là anh em cảm thấy anh em không xem được. Mua game mới chơi được rồi. Rõ ra nó có thể những cục mạng này mà. Ê, cái thằng Akami đó là ai vậy anh em? Nhưng mà cái bên Discord nó có một cái lỗ hổng của anh. Thằng cẳng ở giữa đường nha. Anh em ơi, cái thằng Akami là ai vậy? Bên Discord nó có một cái lỗ hổng là anh tạ với anh vào nhóm bị ban đúng không? Nhìn tên của nó. Ví dụ như là em đang bị ban bên BNS này. Nó ngoài đấy, tay sao ấy? Nó quốc mình. Nó ban luôn cả IBM, em không vào được cái app. Em không vào được cái app 2. Và ấn vào tab hiện nay. Bốn giờ em mới vào được. Quan trọng là nó ban gần như là tận gốc rồi còn gì nữa. Không, nhưng mà nó
cái là nó bị lậu hộp đó là IP khác và nó vẫn vào được. Giống như server này em bị ban cái app Siro này. Nhưng mà em vào bằng 4G cái app kia thì gọi được. Em nhìn nhanh vậy. Em thấy là Karem nó tố cáo dùm cái. Cái app không phải cái. Mẹ. Mình nhanh gì tới đâu rồi. Trong cái cao tốc rồi nè. Nghe em chạy bên này. Nghe em chạy bên này. Ngoài. Có mày phải so tui không ta? Tin chắc vậy? Để lên chưa? Tôi nãy giờ tôi thiếu lên núi xuống đèo mấy lần. Ông nói cái chỗ nhà, cái chỗ đường 40 chưa? Tôi quay lại on show mấy thằng nhà rồi. Ủa chỗ nào ta? Quay lại on show luôn rồi. Đi Oslo. Rồi dỡ slow đi, dỡ slow đợi đi. Oslo thì đi ra cao tốc thôi. Anh em nào mà bị lật về Oslo thì đợi luôn đi. Ra cái cao tốc E6 ấy. Mà chạy theo chạy thẳng thôi, ra cái tốc cao tốc E6 nè. Anh, cái cao tốc trên Ba Lan ấy, nhìn nó ghê lắm nha. Em sợ vậy. Nó ngoằn ngoèo ghê. Nay mà phải chạy cái xe giống hôm qua là nãy giờ lật cũng hơi bị nhiều đó. Ừ. Chạy xe này mình còn được. Nhờ xe này, nhờ xe này nó 6 bánh, 6 chân nó đỡ. Xe này nó có lực nó chạy. Xe hôm qua cứ mỗi là ôm cua là lạc, ôm cua là lạc. Hôm nào tới cảng đi thuyền xem là thế. Có tóc này, có tóc này, khó chịu thế nhỉ. Kiểu có tóc nó bị rối. E18 anh thấy cái gara, anh thấy cái gara ngay Oslo. Rồi thấy anh em chạy em đang đẹp ra cái tốc E6 rồi nó hoàn. Anh em đang leo đèo mình chọn đúng không? Ồ, cái trên đường trên Ba Lan nó kỳ lắm. Oslo. Đường trên Ba Lan nó ảo ảo sao? Hết mơ thì nhờ chạy cho. Thì có control thôi. Game này nó chưa có cái tính năng gì mà nó kiểu nó tự phân làn, nó chạy theo làn là mình khỏi lái. Còn có mà. Có thêm tính năng đó nữa là mình khỏi lái luôn, vô nó tự chạy theo làn luôn. Có thì nét ghê. Có tính năng siêu lan. Không được ghê. Đáng đợi 148. Tính năng siêu lan thế thì còn chơi game làm gì nữa? Và để cho game nó tự chạy rồi mình ngắm à. Mục đích là vô đây đấy, kiểu vô đây anh em rồi gặp hợp nhau nói chuyện thôi chứ còn mỏi tay. Chạy là phụ thôi, vô chứ nói chuyện là chính ha. Mỏi tay mỏi chân thì bật cái tính năng nó lên. Mà nó ra cái đấy thì anh em chạy cả mình nữa. Còn đâu là game. Nó chứ ý là nó cho nó có thì cho nó giống ngoài đời thật thôi, còn ai thích thì bật nó sử dụng tính năng đó, còn không thì không sử dụng thôi, giống như xe ngoài đời ai lên coi bóc thì cứ để tính năng nó chạy thôi, còn đèo thì mình cũng phải lái thôi. Ông nghe cái vụ Tesla về nó chạy tự động bên Việt đường Việt Nam mình mà nó hư chưa, cái đường hết phải cái gì không lái được kéo mà. Chơi game là nói chuyện là chính, tấu hài là chính, nhiên phụ. Ui bắt về đi làn bên phải nhá. Đi sát bên phải. Em với anh Kiên vào đường. Em lái chuột mà cũng khu không kịp cái đoạn đấy à? Em lái chuột. Em kiểu em chạy nhanh quá nên là em bị lố. Phía sau còn ai không ta? Còn chứ. Còn, tin chắc với tôi. Trời ơi. Anh em VNS là chạy cứ bằng thánh lấy ông mình cover còn lại bao ông được không? Có một cái ai chạy cái xe không nhỉ? Hình như em chạy chót nhất mà ta, phiên cáp là chạy chót nhất mà. Tôi chạy đó, tôi chạy trên ông đúng không? Trong đoàn thì có ai chạy cái xe không đúng không? AKM này này. Tôi tố cáo của là Tây. Mình thấy cái binh bên mình là lên 170 nha, còn cái binh dưới 170 là không của mình đâu. AKM á. Không, thằng này nó chạy theo mình từ ở Ga Ba mà. Còn đéo có cái gì đâu. Nó chạy sau cùng anh em luôn nè. Nhưng
anh xem cái binh á, binh đa số là 170 là anh em Việt Nam. Binh thằng này hơn 100 mà. Binh này 246. Dưới 170 không phải đâu. Trừ mấy ông mà chơi bên Nhật, trừ mấy ông mà chơi bên Đức hay sao. Bên Đức thì nó gần máy chủ, binh lại thấp. Máy chủ đã đi làm bầu, đi làm sát phải hết nhá. Nào vậy? Em đi tới khúc nào rồi? Đã có tốc đi lọt một đằng trái. Ủa vậy là còn ông đi sau tôi nữa hả? Tôi đi cuối cùng đây nè, tôi bị thằng RM nó quất cho lật cái xe luôn đây nè. Đi tới đâu rồi? Đi Kim Molly nè. Ủa sao đi được Kim Molly? Sao lắc thế? Đèn thì một con. Con Zero đang chạy cho này, em sẽ ông đi Kim Molly sau. Matrix là sao đâu? Ai? Về đâu vậy? Đúng được không? Ủa anh chưa ra cao tốc đúng không? Anh Minh. Ủa? Anh đang chơi cao tốc rồi. Zero ơi, phải đi thẳng rồi. Đi qua hai anh đã đăng ký rồi. Phải đi thẳng rồi. Mà sao? Phải đi thẳng rồi. Sao? Ai có chú phí nào phải phải thẳng. Thẳng nó quý thứ hai. Matrix à? Ông Matrix à? Ừ. Ông Matrix là phải mà, đừng có đi thẳng. Quẹo phải luôn. Đi ra cao tốc lớn là quẹo phải luôn. Dạ. Ra cái cao tốc E6 á. À, đây nó lại tạm đầu theo rực nhỉ. Tại đại lẽ có ghét đó đi, thằng Adam nó phát thì giờ tạt đầu mấy người đấy. Đẹp đi. Cứ rì bọt nó thôi. Rắc chết cha nó đi. Ủa bên đâu ta? À. Ủa anh qua cái quỹ thứ hai cho anh. Ở đây. Anh Minh. Anh qua rồi. À. Anh sắp đến rồi, qua trận quỹ thứ ba nhỉ. Ai? Ủa tính giờ anh em chạy lẹ chưa ta? Mình. Ồ, phải phá tốc độ. Chị. Ông đầu còn cây vậy? Ok. Trời ơi. Ông đầu còn một chiếc cây. Anh em gì cái qua gì qua đấy hết là yếu. Anh em còn chiếc cây á. Ông đầu còn chiếc cây vậy? Nghìn. Yếu cây. Okay. Ủa nghìn cây. Ủa em chạy sao em còn 950 ta? Đây còn nghìn đây này. Đường em tưởng làn tự động em lao chắc chạy lên cái đường E18 rồi. Không chỉ có chạy đường xuống đường 4 này cơ mà. Hồi nãy có định vị theo giống như trên group mình ấy mà ta. Có khi nó lại nó hoặc là F7 nó mất đấy á. F7 nó mất định vị ạ. Đúng rồi. F7 là mất. Không, nãy giờ em đâu có lặn, đâu có gì đâu, bình thường mà. Từ đầu tới giờ. Thế thì là sai ngay từ đầu rồi. Sai ngay từ đầu rồi. Vậy là sai kể từ lúc bắt đầu luôn hả? Mọi người biết gì không? Em chạy cái xe thứ hai em nhìn ở phía ngoài bên tay trái em tưởng là từ đầu cũng lao thẳng vào. Tới gần em nhớ là em mới thấy được là hai cái lan can. Không đi theo đầu đó. Lao thẳng vào đấy luôn. Đó là tự động đấy. Trên Bắc Âu này tự động nó đều ở bên phải thôi. Làn tự động này bên anh ta là làn ô tô. Cao tốc này một làn tự động mà. Đa số là bên phải. Mấy cái cao tốc ở mép gốc thì bên trái. Mà bên mấy cao tốc bên kia thì bên phải mà. Tắt tóc không em? Nhờ anh em. Ủa? Không cần không? Đập cân. Ủa? Nó là trạm thu phí. Ủa? Không nào qua. Mọi người có một người chạy qua cái trạm thu phí thứ ba. Nó là cái trạm thu phí hả? Trạm cân đấy. Thu phí không ạ? Có được 6 mà. Sao tôi chạy vào mình không có dính. Nó không có bị gì hết. Từ E6 đúng không? Từ đúng rồi, E6. Cái chặp đấy là chạy qua có mất tiền đâu. Ủa số E18 là gì? Chạy qua số cao tốc E18 không? E18
M18 được, ông chạy thẳng qua đi, ông cứ chạy thẳng cao tốc M18 đi qua Orenburgro, xong rồi ông vào qua xuống Linh Cobin. Ông làm cái đó Orenburgro ghê vậy, cái đó nên biết ghê vậy. Xong vòng chưa tới nha, chưa tới Oslo nha. Ủa, chưa tới Oslo à? Không, Oslo qua rồi, cái Oslo gì chưa tới. Ông là chạy qua cái Gothenburg chưa? Orenburgro bây giờ mới chuẩn bị đến mà. Orenburgro chưa tới. Thì đã ai tới đâu? Bây giờ mới đang ra con kia nó, con nào nó tới rồi. Vậy. Ông đang chạy M18 à? Chắc ông ấy chạy... chạy thành không không? Ủa, một người chạy E6 mà người đâu có gặp cái thành phố Obero đâu. Thì ngang qua. Mọi người chạy E6 là mọi người ra cao tốc E là cao tốc 44 đến 47 rồi. Vậy? Á đù. Ý trời lòng rồi. Khiếp. Mọi người chạy thẳng cao tốc E6 là mọi người qua cái trạm thứ 3 rồi là qua cái trạm E là 44. Cái cao tốc 44. Mày giật lại lại đéo là anh cũng đường nhỏ rồi này. Tấn Hoàng cũng đường nhỏ quá. Cùng với bạn lên đánh đá theo. Đó giờ mới vô cái trận đấu thứ nhất nè. Phía trước có sexy. Có quẹo không? Quẹo không Sido hay là chiếc 44 đâu có đâu bạn. Mèo chết rồi phải phải. Rồi đúng rồi đúng rồi. Anh Tùng Điền bên đây hơi. Từ từ, phải phải nha. Ông lại đang tâm thông báo cái gì nhỉ? Ông thấy luôn á. Có thông báo gì đó. Ủa là nãy hình như là anh nha. Hình như vừa nãy anh thông báo gì bot nó nhưng mà bọn nó thông báo hình như không được hay sao ấy. À thông báo có chuyện đâu action đúng không? Không có hành động nào thông báo. Nhưng mà mấy bạn đi ngang em người ta bot cái tên gì đấy. Bây giờ đi em 18 đúng không? Thì lúc đấy nó ao mẹ rồi. Ra trên em 18. Ơ, đông nhiều quá. Rồi, chạy theo cái xuống cái đường đường đi. Chạy xuống đường 50. Cái góc này đấy. Không chạy nhỏ đâu. Ô, đẹp đôi chứ. Má, em 44 thấy luôn. Rồi, ông mình chạy đến đường E6. Ông ra cái đường, ông vào thành phố Orenburgro chưa? Đang ở cao tốc rồi. Đang chạy trên E18. Chạy trên E18. Đang chạy E18 nè. Chạy hết E18 xong rẽ phải nha. Ra cái đường 50 á. 50 à? Anh Siro không có chạy cái đường E44 đúng bến gì không? Chạy E44 phải à? Quay Để phải là E20. À Xong rồi nhập vào 50 nha. 50 nhập vào đường 50. Đường 44 có tai nạn nha con chồng. Mà chưa bé tao rẽ trái. Mẹ Felix chạy đâu rồi? Trên đường 44 không? Đây cũng chỗ đường cũng bị ra đường E20 nè. Đường muốn chạy lên chuẩn bị cho đường E20. Thấy không? Sao nãy ông em chưa biết chạy với em rồi ta? Chạy đâu rồi? Đây nè, cái trên này nè, cái đường 44 á. Trên cái đường 44 hôm qua cái cây xăng thì tôi phải chạm nghỉ chưa? Rồi, qua chạm nghỉ rồi. Cái này ông chạy sao luôn này. Anh em trên này là không xấu rồi chứ. Này ra cản luôn mà. Ở chỗ nào có phà mà. Thôi vậy anh em nếu được thì dừng ngay phà đợi đi. Anh em chưa tới phà đâu. Anh em cũng xấu thôi. Đi đường nào có phà hết trơn á. Anh em còn lâu mới tới phà. Trên này đang đi từ từ đợi như này. Ủa mà nặng nào nó cũng sẽ vô chung một đường mà đúng không ta? Dù đi đường nào lát nó cũng nhập vô một đường mà đúng không? Ừ. Nếu sôi cũng là phèo. Cái là cái đường em đi đường nhỏ nhiều. Phải là E20 đúng không? Chưa rồi. Hả? Ừ, E20 xong nhập vào 50. Nhập thấy tụi không? Từ dưới này nè.
chạy đi qua thấy mình nhớ một tháng hôm nay chơi đi sổ chạy đâu rồi ôi mới chưa biết nó chạy đâu thế mình phải ra đường E20 em phải ra đường E20 xong rồi nhập làn 50 làn 50 ông chạy một khúc E20 đúng không xong nhập làn vào 50 ông Metrilic ông trái à? Mới thấy ông Metrilic ông chạy xuống cái dưới là sao mình đi cái đường dưới mà ok chạy có nhập không có xin ông chạy không có nhập vô đường E20 ủa quay E20 xong phải trái không E20 là để trái đúng rồi dạ nói chung là đi xa ở Capesco Linh Cô Minh ở đâu dạ đây anh ừ về anh nhìn qua luôn anh nhìn thấy cái đấy nhá phải anh Hoàng có Linh Cô Minh không em hứa tội nhá thì người ta đúng rồi em mà thích em về anh ơi em kẹt nó ra rồi anh á đó đứng yên lại anh hãy múc chỗ cả rồi tôi chạy lên luôn tôi chạy cái đường E20 luôn rồi chạy ngang qua Obero luôn á em về về ép được tập bàn hai ngọn sai không nó là chạy luôn con sai chắc hết nói chung là gặp ở cái phà Capel Star Capel Sky đúng không đến đâu ô ra đâu ra cái phà Capel Star đây coi nó nhá, long từ từ nhá, ra chưa phút rồi, à, nó xuống được rồi à? Ốp, em phản thay, đủ, tưởng chưa xuống được tí hức cho mình cản gì, ra cản nào, cô bé Sky gì đâu, bé Sky, quá, mọi người đang đâu ấy, anh kia ra phà nào gì, Thiên nó vừa gây án ở dưới kia kìa. Đâu ra đường đường em 26 rồi. Ôi vậy thì hãng luôn. Anh sẽ sang đường E20 rồi. Ổn nha, đi đường nào đó. Em trái luôn là thẳng tới Cà Bè rồi. Rồi phải ăn 34 rồi. Ủa, E20 à, không mà mọi người đang đường nào ấy mọi người qua thành phố Linh Cô Bích chưa anh Long anh Kiệt sắp tới rồi có hai ông cũng bị người phải nhập vô đường anh em đưa cái tour nè hôm nào ấy ba ông kia nấy hết còn đâu nào nữa hai ông này bị chích tụ chạy lo nhìn cái biển đó em ấy đó một cái núi cả không anh ấy có đường hôm nào chạy trước cái sau tôi vậy đây đi thẳng ra Cà Bè luôn wow. Này đi cao tốc E18 ra luôn rồi cái đường E20 không phải là cao tốc nó là cái đường nhỏ để ra thẳng đi luôn E18 mà ừ đường đi cao tốc này có ai qua đường 34 chưa cái đường số 34 ủa anh kia anh đang đâu ấy đường cái đường 20 đường 20 hết trong rồi mọi người nè đường là gặp mai gì hôm nào vậy tao đang ngồi vậy cái đường đúng 20 rồi, anh đi công viên anh đến thành phố trên đúng không hay là mới qua cây xăng thôi mới qua cây xăng nữa mấy ông chạy sau câu chừng nào thằng một thằng mà em đang đi cây xăng này cái thằng mọi người chạy nhanh chứ thằng nào thằng đâu có rồi người tố cáo cái thằng đó đi đâu đụng người ta té tới đó cái thằng trắng nó chạy dưới được chạy cái tạt đầu nè cái thằng này tạt đầu nào thế à thằng mình tạt lại nó tạt đéo gì nó chạy sau tay người dưới cái đường dưới chừng ngay cái đường hẹp có tay người chiều nhá ông ơi đừng có vừa ông ơi chỗ cách nhau giữa E20 với 50 á ông mà khùng vậy ơi vậy gặp nhau ở cảng được rồi bà chứ cái ông đó đừng đi nè nhau bà đi ủa sao tôi đi trên E18 luôn ta E18 là E nào vậy có E18 là cái đường trên cái đường từ Oslo và Örebro mà vậy là đi độ có cái lên thôi
đi lộ lộ nó tôi thua rồi đấy. Hay là mà anh đi đến đường 50 đấy nhá. Chị hôm nào chạy cái command gì đó cái đường 50 chạy nhanh lên tóc hôm á. Ê lòng kéo thế hai lần mà không vừa được anh không có làm nào anh dân anh gì anh còn đi sau anh còn đi sau một người đấy này. Ô sốc sau ai anh đi thắng thôi phải vượt tầm mày cổ luôn gì đấy này tên tây này mạnh nhá. Thấy thấy rồi nè tìm việc tìm mình mà anh cũng tới đấy. Ờ tới đây thấy cái hàng xe ben rồi đấy anh vào sốc hôn rồi mọi người qua sốc hôn rồi muốn chạy hoài mình không thấy ha. Đây xe ben đi đứng lại coi mình rơi ông bét rồi ở dưới thấy có hàng đến đây cũng đi rồi này. Em bị rơi ông bét rồi tao binh lên tới 300 rồi trời binh chắc thường quá binh từ 204 am một thì binh từ 27 xong rồi đến 207 à có đường ra 20 rồi không nó cứ đều 300 đấy thì người ta còn không bị kích nó mà đang 200 nó nhảy pịch toát lên 300 vớ vẩn nó mất hình thứ đâm một phát quay mẹ cả đầu luôn không mà dừng nhảy em nhập được 44 rồi 50 rồi thấy hồi thế lại đi đến đường 34 rồi nhá. Ui nhìn thấy lại lại kìa đang đi chậm lắm này đi có 70 km/h này chả thấy ông nào cả. Em có đi tới được 50 rồi đó. Ok em qua năm quay anh thấy thằng Long nè anh thấy thằng Long có vậy là lát anh sẽ lên tới chỗ Ode Pro đúng không Ode Pro xong rồi vòng xuống đường 50 xuống đi xuống 50 hả có một cái đường thôi mà anh nghe vẫn không biết là tôi thua rồi. Số mình vô Stockholm ấy đi theo Stockholm đi vào trái đi Stockholm nhá mọi người cứ đi sao mà đang thấy sao cái trái KB scare được hoặc là mọi người tới cái thằng Hungary rồi nói chung là được phải không đường 2 km đấy. Nói là cái xuống đường đường núi vậy. Nói chung mọi người chạy về tới Mori rồi. Mọi người muốn chạy đường nào mà chạy. Nè, ông Thịnh đi chúng tôi nè. Anh đem đảo tốc rồi nhá. Ui, chạy chết đấy. Đúng rồi, cái này tối quá. Anh lên cao tốc E4 đó. Hôm nào chạy cũng được. Ơi, anh nghe hỏi anh đấy. Chạy trước á. Trời quá, ở bác ạ. Zero. Mắt đèn đi. Em lên cao tốc E4 rồi. À, E4 rồi. E4 này tên là gì? Mạnh đây anh. À, mạnh à. Ờ, thì anh chạy trước. Mọi người chạy 310, mọi người toàn nói 70 là sao? Đây này, chạy cao tốc có 90 đây này. Đó. 90 của anh chắc cộng thêm 20. Nói dối gì không mạnh nhưng chạy sau anh này. nhiều xe là búp không? Nhiều xe là búp nha, búp mặt lực nha. Chạy cái ở đây có được dài 2 cái máy bay rồi. Ấy, trời ơi, lắm rồi. Lên dốc không nổi luôn kìa. Khủng quá. Một ngày rất đẹp hết. Trời ơi, tốt lên. Đổ khủng. Đổ khủng. Đổ khủng. Lách ra cái gì luôn. Anh thấy không hả? Không mà sao cho mắt ta. Đổ khủng. 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 Giờ không ra được rồi. Ủa, đợi anh nghe một tí nhỉ. Vâng ạ. Ôi, nó có tài lý hết rồi. Không ra được. Bây giờ có tiếp rồi. Nghe cái xăng luôn. Thì đứng nghe cái xăng nhỉ. Ừ. Anh Minh. Sắp tới sắp tốc hơn mà. Anh đứng ở trên cao tốc. À, anh vào cái xăng đi.
sợ sang chờ E4. Ừ, sắp quay E4 rồi. Ủa, thấy anh em này, thấy anh em sao rồi chị? Anh Kiên Hoàng này, kia phục giao người. Anh Nguyên. Ủa, sao đâu thế? Trên này cũng có hai cái thằng mạnh, tạo mạnh thôi. Đang đi E20 rồi. Con nào chạy đằng sau, con nào chạy trước đây nè. Này, khu vực nha. Ủa, sao không chạy đi? Ông Lê Nguyệt không chạy đi. Ủa, yêu tôi việc gì vậy? Bị cái gì mà ông Lê Nguyệt không chạy? Tốc 30 là cho nó bắt gì vậy ta? Mọi người mà chạy từ... Mọi người chạy kiểu đấy, thua. Mình bất ngờ ấy, tốc 30 là cái gì vậy? Chịp. Nhìn thấy ui gì đấy? Con Lanh Nguyệt này không chạy đi. Dừng lại thì xe bên xe thì nghĩa không? Nghĩa không có tốt rồi. Nhìn làm kìa cái giật nhiều lắm. Nghĩa không kiểu tự nhiên dừng cây ba. Dừng ba. Đi quá dừng đó. Là anh tóc hồn luôn đi. À, đã tóc hồn chưa? Mới nói là một người chạy sao một chạy lên tới Tori là được. Nói chung mọi người muốn chạy nào chạy cũng được. Mọi người muốn làm cách nào được, mọi người bay, mọi người nhảy múa. Chịu rồi. Không, mọi người duy trì anh cũng được. Có cái đấy thì kiểu hơi chơi điếm tí thôi. Em lên cao tốc chưa? Em lên cao tốc rồi. Em đang chạy phía sau chiến thần gây án đấy. Em đang chạy phía sau Conan đây. Nha nữa hả? Ngoài từ đấy em chạy Quang Long rồi nè. Em chạy sau Cô Lao. Chạy sau Lao à? Ngoài từ đấy em chạy Quang Long. Ai thấy Nghĩa Phúc rồi này. Thấy em chưa? Anh chỉ thấy em rồi. Ủa anh còn nhiêu cây anh? Anh kia xuống cao tốc vậy anh? 5.8 nữa. Chạy đi mạnh ơi. Tính ra khách 100 cây, em 608. Ủa ông mà còn 600 cây đấy, xuống cao tốc à? Ôi, xuống cao tốc thì phải nhảy. Bây giờ chạy đi đường khác. Sắp tới đường E4 rồi. Mọi người có cái tình huống ra đó. Thành phố Điện Cô Vinh là một người chạy cao tốc 110 thoải mái. Chạy lên tới tốc Covid. Không phải tới tốc không chứ. Từ đây, mà ra cái cảng là đường ấy, đường cao tốc. Chỉ có số đoạn trên là đoạn Ba Lan và đoạn đèo thôi. Tốc không có rẽ đâu, hay là đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn. Đường ở đâu? Từ đường có Stockholm á. Và mấy cái thành phố phía dưới nha. Phải qua mấy thành phố phía dưới. Chăm sóc phút phút. Technic còn 535 cây. Xa đấy. Thì dự kiến là tới 10:30. Ra đường E4 mà hai. Thì mà mày giữ ấy tí thôi mà. Thì phải là em kia sẽ có đoạn rồi. Thế em chạy chưa anh ạ? À? Vừa thì nhỉ. Em chạy trước anh mà. Kiên chưa. Trước kia chưa thấy đâu. Mình chưa thấy đâu. Không biết chứ ai có xe tới. Bình thường là tới 800 là nó lên ngọt với mức mà tới mất khác rồi. Do tấp hơn rồi. À, tôi bị cắt crash game rồi. Ủa thì do tấp hơn nhanh chị. Mấy ông thì chuyển nhanh nè. Tôi bị crash game rồi nha. Thế là em mới vô E20. Sắp tới tấp hơn rồi anh. Vô tới E4 rồi.
Ủa đi đâu vậy? Ủa, không cái đường E4 mọi người chạy đến cái điểm E10 hay E16 đi mà. Đúng không? Ai coi giùm em ấy. E16 E18 chứ. E18. Và ra mọi người chạy cái đường kia. E18 không nhất thiết là phải chạy cái đường dưới. Quẹo phải ra stop home á. Rồi, họ game. Có người gặp lần anh đấy coi. Ừ, nhìn thấy rồi. Cái game Tourist Bus có chơi được online. Ôi ôi. Má ơi. Còn nào ở Suley, Suley không phải thì sau cuối không? Thấy thấy cô luôn nghĩa phục tôi. Ông là kẻ có liên quan chưa? Đang ở lên trước rồi. Nhưng cô binh chạy qua rồi. Một thành nhân lên đây. Cái đầu xanh lắm quá. Ông là tất cản thì đợi anh em chứ. Cái cảnh phải đợi anh em nhé, đừng đi xịt, đừng đi bộ. Ây, ây, nhầm đường. Mày. Cái chèn nữa. Xéo. Bò thế. Xéo xíu, còn số đường kia rồi. Xéo số đường kia vào một thành phố này. Đường kia còn đường 75 không có vòng thành phố. Nó là cái công ty nào đấy. Hơi xa. Trời ơi, chơi cò gì kỳ gì vậy? Gắn cái con chim vào. Ở trong là chạy đi non quá. Buông qua chạy tới đâu rồi. Có ai tới lên cấp bin chưa? Tôi qua hết rồi. Chỗ E4 Stockholm đã mà tới chưa? Qua tới đâu rồi. Người qua tới ngon rồi. Chuẩn bị đi đến cảng hết rồi còn gì nữa. Mình chạy hết rồi hả? Đặt này ngon rồi, đặt quá. Ông yên tâm vào em muốn là ông đạp với 110 rồi. Mấy hồi đến cảng. Đến cảng nghe em phải chờ rồi. Đến cảng hỏi nghe chưa? Từ bộ như thế. Lên cao tốc thì mấy anh chạy 90 rồi lại. Cao tốc thì 110 đi. Mấy anh đi đầu thì mấy anh chạy 90 rồi đi sau chạy 110 vậy mới bắt kẹp. Chứ tới sớm quá đợi. Quẹo phải. Ông kia đi đâu? Lanh Nguyệt về phải. Ông đi lố luôn chứ. Xe em tí tù bị lố không? Phía sau xe em lên nhỉ. Chạy không lại. Anh em coi chừng nhá. Vì có ông thành nhân qua là rẽ để phải mà rẽ trái nha. Không được cái gì nhá. Lắc vậy. À, khô này. Có 10 phần lắc vậy. Tắt đèn đi. Ông nào mở đèn ngon cắt đi. Tắt đèn on. Không làm chạy. Để đèn on nó bị gì lắc đấy. Đèn on nó cứ xoay. Ủa anh Minh cái thùng anh tự lấy hả sao đây? Ý là anh mua anh luôn. Không anh mua đấy. Ôi. Ủa anh mua chứ phải là anh đi thùng không mua. Ờ anh mua cho anh lấy hàng mà. Cái thùng này nó thành nó cao hơn cái thùng kia. Có cái mịn cái trục viết.
sức nó lại cao. Đây giống ông Nghiệp phục cũng lấy cái thùng riêng rồi. Nào thành nhân đi làn nào, đi một làn thế nào. Chạy đâu tóc luôn, nó thức là rất là chơi sợ lại. Con cái con carnival nhìn nhìn cái xi nhan khó nhìn. Ghét nhất mấy con mà đặt xi nhan ở dưới góc, góc dưới. Giờ nó đều thế thôi mà. Nó để vậy nhưng không có thấy. Kiên đấy à? Có thể không thấy. Bây giờ Việt Nam nó không cho để thế. Má ơi, dòng xa. Đấy. Hai anh em nó đang đua xe. Đi chúng ta quá em xem leo vậy không? Nó cản ngồi cho lành đúng không? Không nào mà định chiếc xe đấy. Địch của em Linh lắm nha, mọi người về tới là trời sáng. Ồ, sao tất cả rồi. Tất cả có phần đợi mọi người hay là đi qua kia luôn. Thôi, ở đây hết rồi, đợi đi. Tất cả rồi. Dạ được rồi. Còn ông nào là Linh Cô Pinh gì đấy cơ mà. Ôi em đang trên cao tốc. Rồi. Trời, cao tốc nào vậy? Cao tốc nào nè, biết đúng không? Cao tốc E mấy đó? E4. Được đúng em muốn đúng không? Anh muốn. Còn đó mà thấy anh Minh kêu Minh anh Minh để phải nhà đèn trái mà không có xi nhan nữa. Có ngang mà. Còn đó mấy ông ơi. Thôi đi qua đây à. Đi qua kia thì đi qua kia cũng không? Không đó là. À hôm đợt cập nhật 1.48 là cái phà nó có trong một cái phà ngắn này nha. Mọi người nếu mà đi cái phà ngắn ấy, mọi người đi được lên cái đó xong mọi người xem cái cảnh phà đã di chuyển qua. Hay. Hay. Cái đấy ở đây có mà. Mấy thằng bên ta ngày xưa toàn đi cái phà của đấy. Đừng đầu vậy. Tới phà mod thôi. Chụp cái nữa. Qua bên kia đi thì đợi. Lát nghe là remote đó thầy. Ừ. Ủa mình đi mà mình đi điểm điểm chào điểm chơi này điểm chứ. Điểm trên. Đi điểm dòng chân. Ui không có cái điểm nào. Natalie ấy. Natalie. Từ lùi xuống là thấy cái điểm. Cái điểm bấm, cái điểm dưới anh bấm cái điểm thấy. nó có đấy. Đường mà. Để ý là cái điểm set Natalie. Ấn vào Natalie là vào. Thèm. Đóng đi luôn rồi à? Đây nó cao mà cao mà chuyện nóng nào thấp nữa. Natalie là phải đất kỳ. Thôi em 18 rồi anh em ơi. Thôi còn 2 tiếng nữa rồi nè. 18. Còn E nữa rồi. Anh em 18 rồi. Mày không kia đúng không? Thôi mà. Em 18 ngã tư với E4 nè. Lên top top nè. Đi tới đâu không ơi. Rồi xuống. Rồi. Enter. Thế có phải đợi không? Còn có hơn 100 cây thì về đích luôn đi nhỉ? Ờ về đi không đi anh? Natalie đúng không? Đúng rồi. Cái dòng trên ấy. Hình như có tay gì vậy? Có tay đi ngược chiều ra phà đấy nhỉ? Tay ngược chiều nữa kìa.
tình một chuyện. Nó đi ra phà đấy. Jump fix chứ không phải là jump fix. Jump fix không phải là. Jump fix. Jump fix. Jump fix. Jump fix. Jump fix nó không phải là gì. Sẹt mà fix, fix phải fix viết hoa thì mới được, fix viết thường đúng không? Không, fix viết thường được. Viết được cũng được. Fix thường là viết hoa cũng được. Mấy mấy lần anh viết thường cũng được đâu. Bây giờ nó thật lại là... Là do mấy anh bỏ. 100 cây mà người đến đi, chờ làm gì? Tới đó cũng phải chờ thôi. Ui. Ông chạy treo lơ đôi mà ông lao như sập về ông kia. Ông Tây ông chạy treo lơ đôi mà ông lao cái vuông góc mà ông lao phát vào. Mình mà đứng đấy là mình chết rồi. Tâm cận luôn đi. Ồ, ra khoai ra đường 8. Để phải ra đường 40. Để trái ra đường, đường 8. Bên phải chứ, ờ đúng rồi, bên trái. Bên phải chứ, đi vòng ngược lại mà. Bên phải, vòng lại như thế phải. Ủa, vòng lộn đấy. Chết bà. Trời lại, trời lại, trời lại. Phải lộn vào cái đường kia. Ủa thế. Eli, Sitki, Tuku. Tuku. Mọi người tí ai chạy cái lái không? Okay. Ai chạy cái lái chắc là giờ này đâu. Chạy cái đường qua Dortmund ý. Má ơi 2 giờ sáng. Mình đã sáng, sắp sáng luôn rồi kìa. Tay con chiều nhá, đường này Dortmund chạy ra ở đâu. Bên này trời sáng sớm. Mới 2 giờ. Đúng rồi. Thì trên phía Bắc Âu thì nó sáng sớm rồi. Âu luôn luôn sáng sớm hơn dưới Nam Âu. Nam Âu tối. Trời tối buồn sáng. Tốt điểm kết thúc ở đâu vậy? Ở đây nè, Bori Bori. Biết rồi, nó bị ngó lắc kè. Cũng chỉ ngó á. Vô cùng đỏ. Một luôn hồn. À, anh em cứ chạy về đích trước chứ ấy nè. Em chắc về sau lâu quá. Bây giờ bay luôn. Thôi bay đi. Một chiều. Ủa mà online đâu bay được. Online thì chưa chuyển nhanh. Trả hàng. Nhưng tham khai khổ rồi. Bỏ chuyển hàng là mình bay. Bỏ chuyển hàng luôn rồi bay. Để sau nhận hàng lại. Bạn có lấy nhận hàng lại đã chụp cho tôi thêm rồi đó em mấy ngàn được mấy ngàn 5 ngàn công ty à còn gì có chẳng được sao mình cùng hay sao đây mà em đây khách sạn ở trên ấp trung khách sạn mà khách sạn này khách sạn trên cái đường 11 đấy khách sạn cái đường 11 đấy ở đấy khách sạn ní vào đấy gì. Tại mình cứ anh chạy, đứng đấy, chạy, ông đồng chạy cái đường trên cái đường 11 đây. Ông ở khách sạn đây này. Chỗ cây xăng này không? Ừ. Đúng rồi. Dưới cây xăng. Chỗ này đậu xăng đây. Cây xăng xong đến cây xăng xong đến tỉnh. Nhầm đường rồi. Để đâu. Quay lại đi. Trên cái đường qua Tambaro gì. Đấy, kiên đập, kiên với long đập ở bầm. Đạp, quên được. Anh Kiên với anh Long mà cho cao tốc đạp thì thôi rồi. Hai người đạp mất chỉ luôn. Ở đây có đặc quỷ. Còn 82 cây nữa. Trời ơi, 980 euro, ghê. 980 euro, bị dính này à? Đổ xăng.
con này chạy 1000 mấy cây mà chưa hết xăng. Tôi chạy Renault đời cũ. Nay con Renault bình ít lắm. Chạy Scania bình mới nhiều. Đầu còn đang bị bệnh nên đừng có lấy mình chẳng được gì. Quá thời gian trong cái xăng đúng không? Ngoài. Cái xăng á, luôn. Có. Một cái xăng mà. Thôi đây tác của anh em thôi. Sắp tới rồi. Chạy nhìn cái xăng chỗ nào ta? Đổ ra được theo vai cá. Bên trái. Thì đổ thẳng mua tập chạy đi. Đổ theo vai đẹp hơn. Thôi đổ thẳng đi. Có cái đường đi tới thành phố Okikuto gì á. Đi chút xíu tới gạch xăng à. Sao không đổ xăng dưới? Xa lắm. Xe lượng hết xăng rồi mới đổ đây chứ. Mình dừng ở chỗ có cái giường. Đỏ đỏ chưa? Đỏ đỏ chưa có đỏ còn lâu. Nên nó lắc kìa. Dừng ở chỗ cái giường đúng không? Bên đây trời sáng nhanh. Sáng là chụp đẹp thôi. Trời này sắp 6 giờ sáng rồi. 2 giờ 5 mấy đây, 3 giờ. Trời này bên đây 3 giờ mà vào 6 giờ sáng như kia rồi. Chiêu cái này chiêu. Để xe kiểu này thì sướng. Nhìn nó cứ nghiêng nghiêng ấy nhỉ. Cái thùng này sao nó quẹo không được ta. Chắc có anh Kiên sao anh bị. Chào con đi ngược chiều. Sao anh chạy về vậy? Anh Kiên sao anh chạy về? Vào cây xăng đấy à? Cây xăng trên mà. Cây xăng nhỏ đấy á. Cây xăng ở trong đây mà. Xăng Hoàng Long với cả anh Minh ở đỗ ở dưới kia. Cây xăng ở trong cái bãi hotel mà. Ủa? Đâu có đâu, em xét nhầm rồi đấy. Em xét anh em đều đỗ dưới chỗ đoạn Okino gì à? Đúng rồi. À. Bị nhầm hết rồi đấy. Cái xăng. Cái xăng ở trên đường 11 này cơ. Cái xăng cho mày là khách sạn đâu. Về được cái khách sạn. Như khách sạn ở dưới này rồi. Cái điểm kết thúc là khách sạn mà. Đó là cái đấy có cái khách sạn này chưa ở đâu nữa. Rồi. Đấy qua đây. Không lại. Ảo thế nhỉ? Đừng kết thúc vào khách sạn. Khách sạn đúng rồi. Đừng ra cái khách sạn yên. Ủa sao? Ngạc nước không? Ủa xong rồi. Sao anh Ken đi xe trống rồi? Ngày mai sớm nha. Ngày sớm vậy. Sớm kẹt luôn rồi. Chứ để anh em đợi sắp tư ngoài á. Lỗ bên kia ai ra qua đi. Lắc kinh. Tắt đèn rồi.
tí của ông đâu. GT đấy. GT của ông thì nhà Haki thì phải đúng không? Ngồi chơi mẹ cho đến tăng mê thật không ngủ được. Ôi nó lắc. Dùng lông này. Dùng cân bằng làm sao mà chuyển được trời trời ơi, cắt bớt thì ngon rồi. Ấn ông sẵn tổ chỉ có ông lại. Ông thật nè. Lại à? Không ý bảo là dùng cam bằng cơ mà đang chụp ảnh ấy. Cam bằng thì cần lúc thay xíu chụp chỉnh cái mặt trời ấy. Tạo lên cái bảng photo setting ấy. Được chưa? Rồi. Đấy. Chỉnh cái thanh, nếu mà muốn sáng tối chỉnh cái thanh ở dưới cùng ấy. Kêu kìa. Rồi, có giờ đấy. Thích mưa gió bão bùng gì ở đấy ấy. Con sẽ hút. Không hiểu tiếng Đức, không hiểu tiếng Đức, Germany. Ông vừa chat với tiếng Đức. Từ để xem API cái không thu vào trong thì đổ nó rộng. Đổ sát vào đi heo rừng. Trời ham kia đi ngược chiều. Anh nhân nghiệm đổ sát vào đây. Cần gì đổ sau vạch đâu. Đi qua kia luôn. Đi qua kia luôn. Có nằm vô vậy. Anh Kiên ơi. Đúng á, nó ngăn cách rồi. Kiên nó về đấy. Kiên nó về đấy. Trời ơi. Mày chia sát nhà đâu mà. Kiên nó về đấy. Đấu phát gọn luôn. Xuyên được đấy. Đi xuyên à, được. Không là xuyên được. Xuyên được mà. Ơ tưởng cái bãi nghỉ này nó va chạm cơ. Ôi xin lọc trong. Đây trong hotel rồi còn gì nữa. Anh Kiên. Anh Kiên về tới. Anh Kiên bên kìa. Chào tôi thôi chứ. Không có khùng rồi giờ đi lấy thùng này đỡ chụp với anh em chứ. Thùng bò tô. Đang chở xe cho VinFast nè. Chở xe cho VinFast. Xe Hyundai thì có. Cái Santa Fe này mẫu cũ hay sao? Mẫu từ 2019. 2019 thôi, cái này là cũ mà. 2019 em 15. 15 rồi à? Ừ, sâu thế nhỉ? 15, 16. Bốn con Santa Fe luôn. Video này làm sao mà đây đâu rồi? Trời.
lúc nào có trẻ con khóc. Lạnh mà không chứ mình mình yêu ông Siro ông đi à trời. Tôi lui xe nhưng mà tôi không ngồi trong cabin nhìn lui xe luôn không được. Phải nhìn từ cái góc số 2 mới lui được. Phải. Thích lui xe. Đấy là thích nhất là khúc lui xe nhưng mà lui xe ngồi trong cabin không lui được. Tại cái gương nó bé quá. Đúng rồi, F2 lên. Dùng gương F2 nha. Ấy là ngồi trong cabin á thì phải lọ đầu ra kiểu quay chuột ra nhìn ra sau đít xe á thì lôi được. Nhưng mà nhìn vô gương không lôi được. Đúng nó khó nhỉ. Đúng nó nhỏ quá. Cấm đâu nó ngọt. Kiểu nhìn vô gương nó bị ngọt sao. Muốn lôi kiểu gì nó vào được thì lôi. Ai cầm đâu. Nhưng mà nhìn gương nó không đủ góc nhìn của mình. Ý là nó không giống thực tế ngoài lắm. Kể cả là ngoài thật thì nó cũng thế thôi mà. Bọn lơ nó lùi nó vẫn phải thò đầu ra. Sao mà nó nhìn gương không được. Chứ một thằng ở ngoài thì mắt mình nhìn tuy ở gương nó nhỏ nhưng mà mình nhìn nó sẽ rõ. Còn này nó qua cái game á nó nhìn đâu có rõ như ở ngoài. Ừ, mà cái này xem cách đâu có thực tế đâu mà sao so sánh nữa. Xem clip mà cái bọn nó lái xe tải những cái góc, những cái góc mà khó nó vẫn phải thò đầu ra làm sao nó nhìn gương không. Nó nhìn gương không thì lúc nó vào góc thẳng thôi. Còn lúc mà đang cong là nó phải thò đầu ra đúng không? Rồi, nó vẫn thò bình thường. Bởi vì gương nó không đủ cao rồi, nhìn ra từ góc không đấy. Đúng rồi. Từ lúc cập lại. Thò đầu ra cũng nói lui mà em nhìn góc thứ hai á, số 2 á thì lui sao cũng lui được hết trơn. Và ngồi khóc cao bên không lui được. Đây bây giờ là ai chụp ảnh nhỏ. Chụp ảnh đi thì chán hàng luôn. Quay màu rồi. Đâu nghĩa bà con này. Có ai chụp thì chụp đi. Không ai chụp thì thôi bạn. Chả thôi. Ông ơi đấy, đi trả hàng đi. Anh em sao trả hàng mà lẽ bằng em đó. Em bấm F6 cái em trả hàng xong rồi. Mày à, thấy trả hàng nhanh đâu. Ủa thì à, vậy mà cũng đụng được cái thằng kia vậy. Anh ngoài chạy cái gì hay gì vậy? Gì vậy? Ngoài đó hả? Tưởng thằng bay nào chứ. Trời ơi. Giờ muốn sao trả lao cho mình đi trời. Thôi về sớm ngủ đúng không? Làm má chạy cầm không hay sao? Thèm F7. Cái này là thèm F7 nè. Chụp hình ổng lại nè. Thang mà tiến từng lâu. Bye bye anh em nha.
hẹn ha. Dạ. Đã cũng xa chứ đâu gần. Ba mấy cây rồi. Từ cây. Đập chụp tắt đèn ta. Yếu gì mà đẹp man đấy. Còn đúng. Bye bye anh em nha. Ôi nó lắc kè. Không thế. Kè. Trời tim này đông dữ vậy. Tìm không có tìm ở đây à? Mà tìm ấy. Áo đông bằng mình được. Áo đông bằng mình sao bằng mình nữa. Chở mấy hàng khác nhau mà. Á à, đù mẹ thằng tới này. Sorry. Quá chết. Sorry con đập chặt. Sorry cực cực. Vậy ấy, sao chửi vậy? Đi ra ngã ba đen thì cua hết cả phần đường của người ta rồi. Ờ kìa. Đủ quá. Con này nào lên chậm quá ấy.